Chào các bạn, trong video ngày hôm nay thì chúng mình sẽ cùng nhau ngồi xuống đây để mà nói về một chủ đề, đó là làm thế nào để mà chúng mình có thể giao tiếp được tốt hơn. Video này ra đời là bởi vì mình có nhận được một tin nhắn của một em ấy nhắn tin cho mình là: chị ơi, em nói tiếng Việt còn không đâu vào đâu, thì liệu khi mà em sống ở nước ngoài, làm việc cho người nước ngoài thì em có thể nói chuyện được với họ không chị? Đến cả anh trai em còn nói về em là: mày nói chuyện như đấm vào mồm người khác thì chó nó yêu. Thật ra thì mình thấy cũng đúng. Tại vì là nếu mà chúng mình nói chuyện kém duyên quá, vô duyên quá thì rất là khó có người yêu đúng không? Hoặc là rất là khó để mà kết bạn, thậm chí là trong công việc sẽ gặp nhiều khó khăn hơn. Cho nên là ngày hôm nay thì mình sẽ ngồi xuống đây để mà chia sẻ với các bạn về 5 tips. Thì 5 cái tips này mình hy vọng là các bạn sẽ có thể áp dụng được và phần nào cải thiện cái khả năng giao tiếp của mình nha. Kỹ năng đầu tiên thì đó chính là nghe thật các bạn. Cái này nghe thì có vẻ là dễ ăn nhất đúng không? Nhưng mà lại là cái kỹ năng khó nhằn nhất. Chúng mình thì sẽ có một tâm lý chung là chúng mình sẽ thích nói hơn là thích nghe. Và trong đầu của mình luôn luôn có rất là nhiều suy nghĩ cùng một lúc. Ví dụ như là tối nay ăn gì, ngày mai mặc gì, tiền nhà tháng này trả chưa, tiền điện như thế nào, vân vân và mây mây. Có rất là nhiều thứ xảy ra cùng một lúc đúng không? Cho nên là khi một người kia, người mà đang nói chuyện với bạn á, kết thúc câu chuyện của họ thì bạn quên mất là họ đang nói gì, hoặc là lâu lâu các bạn sẽ cho vào những câu rất là vô duyên hoặc là không có nghĩa lý gì cả. Cho nên là cái kỹ năng đầu tiên đó là chúng mình phải lắng nghe. Khi mà chúng mình lắng nghe thì chúng mình sẽ nói chuyện được thật hơn, chúng mình sẽ đưa ra được những quan điểm mà chúng mình thật sự suy nghĩ như vậy, hoặc là chúng mình có thể đẩy cái câu chuyện không bị vào góc cụt, không bị vào tường nữa mà có thể tiến xa hơn. Điều thứ hai mà mình muốn nói đến đó là kỹ năng nói chậm. Cái này thì mình nói thật các bạn, mình thừa nhận đó là từ bản thân mình. Đôi khi mình nói nhanh quá và cái người mà nghe mình nói chuyện đó, họ chưa kịp hiểu xem là mình đang muốn nói về cái gì, chủ đề của mình là gì, câu chuyện của mình là gì thì mình đã xong rồi. Cho nên là hậu quả là mình lại phải lặp lại từ đầu. Và đó là một cái kỹ năng mà mình rút ra từ bản thân mình. Nhưng mà tất nhiên nha, không phải là kiểu vâng, cháu ăn cơm rồi, ngày mai cháu sẽ đi chơi với bạn trai, cháu sẽ đi ăn kem ở Hồ Gươm, đi nghe nhạc ở Hồ Hoàn Kiếm, hay là... Nó không phải là như vậy các bạn, nó không phải là chậm quá đến mức mà người ta cảm thấy khó chịu. Nhưng mà nếu mà có thể luyện chậm lại một chút, nói chuyện chậm lại một chút thì mình nghĩ là chúng mình nên luyện cái đó. Và mình cũng nên luyện cái đó. Mình đã cố gắng lắm rồi các bạn. Ngày xưa mình nói nhanh hơn rất là nhiều. Ngày xưa mình nói kiểu liên thoáng luôn á, mà không có ai hiểu mình nói cái gì. Nhưng mà ở trong một cuộc nói chuyện để mà người ta có thể hiểu mình, người ta có thể giao tiếp được với mình, hiểu câu chuyện của mình, thì chúng mình nên nói chậm lại một chút nha. Kỹ năng thứ ba đó chính là giao tiếp phi ngôn ngữ. Cái này nha các bạn, phi ngôn ngữ có nghĩa là không phải là ngôn ngữ. Tất cả những cái liên quan đến hành động cơ thể như là giao tiếp bằng mắt này, cử chỉ tay chân này, cách bắt tay, cách đi lại, cách đứng, cách để chân, tất cả những cái đấy thì gọi là phi ngôn ngữ. Và các bạn biết không, giao tiếp ngôn ngữ và giao tiếp phi ngôn ngữ, cả hai cái này đều quan trọng như nhau. Và khi mà chúng mình có một buổi phỏng vấn nha, thì chúng mình sẽ thường chú trọng vào phần nội dung đúng không? Sẽ nói gì, tên tôi là cái này, học trường này, đã từng làm ở cái này, và PR cho bản thân một chút đúng không? Nhưng mà giao tiếp phi ngôn ngữ cũng cực kỳ quan trọng các bạn. Các bạn nên viết ra giấy, các bạn nên luyện tập trước ở nhà, các bạn tập quen bắt tay, tập luyện giao tiếp bằng mắt trước. Và những cái này thì sẽ giúp cho các bạn phần nào tự tin hơn. Và khi mà các bạn tự tin thì các bạn sẽ nói chuyện được tốt hơn. Và các bạn nhớ là đừng có xấu hổ nha. Khi mà mình luyện tập tự bắt tay một mình, tự nói chuyện một mình, tự nhìn mình trong gương, giao tiếp bằng mắt với mình trong gương, thì mình sẽ ngại đúng không? Nhưng mà các bạn đừng có ngại. Tại vì là cái quan trọng nhất là kết quả. Sau đó nếu mà các bạn tự tin hơn, nếu mà các bạn tốt hơn, nếu mà công việc của bạn thành công hơn, thì không có gì để mà xấu hổ cả các bạn. Kỹ năng thứ tư đó là đừng sợ các bạn. Đừng sợ một cuộc giao tiếp. Tại vì là trên đời này có quá nhiều thứ để mà chúng mình phải sợ rồi. Cho nên là nếu mà giao tiếp cũng sợ nữa thì sẽ còn rất là nhiều những cái nỗi băn khoăn khác mà mình hàng ngày phải sợ. Khi mà các bạn xem phim Mỹ nha, sẽ không có cái ranh giới. Tại vì là có thể là do cái từ ngữ của họ, sẽ không có cái nỗi sợ mà gieo rắc vào bản thân như là nỗi sợ của một học sinh nói chuyện với một giáo sư. Hai người họ nói chuyện với nhau bình thường và mọi thứ diễn ra bình thường. Còn mình thì có thể là do cái ngôn ngữ của chúng mình, cho nên là có một cái nỗi sợ gì đấy giữa hai người đúng không? Ở hai cái vị trí khác nhau. Cho nên là mình hơi kiểu co người lại một chút, mình hơi rúm rúm lại một chút khi mà mình nói chuyện. Hoặc là mình sợ một nỗi sợ nào đấy kinh khủng mà nó đè nặng lên mình. Và cái điều mà mình muốn nói với các bạn là bớt cái nỗi sợ để đi. Tại vì là còn có nhiều cái khác để mà sợ. Nếu mà các bạn muốn hỏi gì đấy thì hỏi các bạn. Các bạn muốn nói một cái vấn đề gì đấy thì các bạn cứ nói đi. Chỉ cần là chúng mình sẽ vẫn lễ phép, chúng mình vẫn nói chuyện bình thường, chúng mình vẫn sử dụng những ngôn từ mà không có láo, không có bất lịch sự, thì các bạn cứ nói nhá. Điều thứ 5 và là điều cuối cùng mà mình muốn nói với các bạn đó là hãy thật. Bất cứ khi nào mà các bạn đưa ra một cái lời khuyên nào cho bạn bè,
các bạn đưa ra một cái lời nhận xét nào đó cho bạn bè của mình hoặc là cho đồng nghiệp của mình thì hãy xuất phát từ cái điều mà mình thật sự cảm thấy như vậy. Đừng xuất phát bởi vì là mình là một nhà thông thái, đừng nghĩ là mình biết tất cả mọi thứ. Và khi mà trong một câu chuyện thì mình luôn luôn phải đưa ra lời khuyên. Nó không phải là như vậy các bạn. Mình đưa ra lời khuyên khi mà mình thật sự mình muốn đưa ra lời khuyên cho bạn của mình. Và như vậy thì mình sẽ phải đỡ đau đầu để mà suy nghĩ rằng à, mình phải nói gì, mình phải nói như thế nào, rất là mệt đúng không? Còn nếu khi mà mình thấy mình không biết về cái chủ đề đó thì thôi, mình sẽ là người lắng nghe. Và đôi khi bạn của mình, người mà nói chuyện với mình cũng chỉ cần mình lắng nghe thôi. Và đó là 5 điều, 5 kỹ năng hoặc là 5 cái tips nhỏ của mình chia sẻ với các bạn. Hy vọng là các bạn sẽ có thể áp dụng được một trong năm hoặc là cả năm thì càng tốt những điều này để mà khi mà chúng mình giao tiếp với người khác sẽ được tốt hơn. Chúc cho những bạn nào mà chưa có người yêu thì sẽ có người yêu. Và có một điều mà mình luôn luôn muốn nói với các bạn, đó là hãy tự tin lên, đừng có sợ. Tại vì là giao tiếp không có gì mà phải đáng sợ như là mình luôn luôn suy nghĩ hết. Và nếu mà điều mà tệ nhất đi mà không có thể kết bạn được thì thôi, không có gì cả. Chúng mình sẽ tìm những mối quan hệ mới, tìm những người bạn mới, nghe thì có vẻ hơi buồn đúng không? Nhưng mà nó là như vậy, các bạn chả ai chết được đâu. Chỉ cần là các bạn thật tâm. Hy vọng là video này sẽ giúp ích cho các bạn. Hy vọng là mình đã giúp được các bạn một phần nào đó. Và đừng quên kết bạn với mình để mà chúng mình nói chuyện được với nhau nhiều hơn nha. Link thì các bạn sẽ tìm để ở dưới phần mô tả hoặc là mình sẽ để ở đâu đó. Ở đây. Chúng mình gặp lại nhau trong video tiếp theo. Cảm ơn các bạn. Tạm biệt các bạn.